Người đàn ông đòi thông chốt, khiêu khích cảnh sát cơ động. Giờ tao muốn đi đâu thì đi, mày thích cản không? Bắt kẻ dùng gạch tấn công hai nữ cán bộ tổ phòng dịch Covid-19. Lấy trộm mật khẩu Facebook để lừa đảo gần 400 triệu đồng. Y án 8 năm tù người phụ nữ tuyên truyền chống nhà nước. Xôn xao vụ 9X phố núi, tậu Lamborghini. Cộng đồng mạng phẫn nộ khi Thủy Tiên tham gia talk show về phụ nữ thành công, truyền cảm hứng trong cuộc sống. Quý vị đang theo dõi bản tin an ninh trật tự trên kênh Tin Tức Việt và ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bình Dương đang từng bước nới lỏng giãn cách tại các địa phương được công bố vùng xanh, ban hành kế hoạch khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới, theo phương châm không chủ quan nóng vội. Một số khu vực vẫn duy trì các chốt kiểm soát khóa chặt các vùng vàng, điểm đỏ và khu vực bị phong tỏa, triển khai các chốt giáp danh bảo vệ vùng xanh. Do đó, việc người dân đi qua lại giữa các vùng mà không có lý do thiết yếu, không đủ giấy tờ sẽ bị xử lý theo quy định phòng chống dịch. Mới đây, một đoạn clip ghi lại về hành vi vi phạm của một người đàn ông tại chốt kiểm dịch ở phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương đã khiến cho nhiều người bức xúc. Khi thấy người đàn ông qua chốt không lý do, tổ công tác đã gọi vào kiểm tra. Tuy nhiên, anh ta không những không hợp tác mà còn có lời nói xúc phạm các đồng chí cảnh sát cơ động cũng như đội dân quân. Anh ta tiếp tục chỉ tay, nói lớn, thậm chí còn khiêu khích cảnh sát cơ động. Mày cản không? Mày thích cản không? Bây giờ tao muốn đi đâu thì đi, mày cản cái gì? Không chữa bậy nha. Không chữa bậy nha. Rồi anh đứng đó, anh đứng yên đó. Anh đứng yên đó. Các chiến sĩ đứng xung quanh vẫn nhẹ nhàng yêu cầu anh không được chửi bậy, nói anh có thể ngồi xuống ghế chờ tổ công tác lập biên bản. Nhưng người đàn ông này vẫn đứng la lối, đi vòng quanh chốt đòi lấy lại xe máy. Bây giờ nó muốn đi đâu đi mà chạy bây giờ. Đi đâu? Bây giờ em chưa? Anh Giang. Không rõ cái kết mà người đàn ông này phải chịu cho hành vi vi phạm của mình là ra sao. Thế nhưng những thái độ chống đối, thiếu hợp tác của anh ta khiến cho nhiều người ngán ngẩm. Số khác cũng cho rằng có lẽ người đàn ông không tỉnh táo nên mới có những lời lẽ thiếu ý thức như vậy. Giờ ngồi xíu chờ xíu được không? Là sao? Giờ ngồi chờ xíu được không? Bạo lực hay sao? Bạo lực gì ngồi đây chờ xíu, có một bằng sao đi ăn nha. Bây em không ngồi sao? Đứng đi. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắk Min, Đắk Nông cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Y Tin, sinh năm 1990, trú tại xã Đắk Sắc về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó vào chiều ngày 26 tháng 9, tổ công tác của trạm y tế xã Đắk Sắc đến nhà cộng đồng Bon Buôn Đắk Sắc thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Tại đây, Y Tin đã có hành vi quấy rối, dùng gạch tấn công chị Lê Thị Liên và chị Phạm Thị Anh Thơ, cán bộ của tổ công tác. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an xã Đắk Sắc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc, vận động Y Tin chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Thế nhưng Y Tin vẫn có thái độ chống đối, chửi bới và tấn công Trung úy Nguyễn Việt Nam, công an viên công an xã Đắk Sắc, khiến cán bộ này bị thương. Ngay sau đó, lực lượng công an đã khống chế đối tượng, đưa về trụ sở công an xã Đắk Sắc để làm việc. Mời quý vị cùng chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hôm nay Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đang làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào đầu tháng 8 năm 2021, Nguyễn Hùng Cường, sinh năm 1990, ở xã Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội, đã phá, hack được tài khoản Facebook của anh N.N., quê ở Phú Thọ. Tiếp đó, Cường giả mạo anh N. để nhắn tin cho chị H., trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, hỏi vay 200 triệu đồng. Thấy tin nhắn của người quen, chị H đã tin tưởng chuyển tiền. Lừa được tiền, Cường nhắn tin kể cho Phí Văn Hưng, chú cùng xã với Cường. Thấy vậy, Hưng xin Cường cho làm cùng. Có tài khoản Facebook của anh N, Hưng tiếp tục nhắn tin cho chị H để vay 100 triệu đồng. Chị H vẫn không nghi ngờ gì nên đã nhanh chóng chuyển tiền. Tiếp đó, từ Thái Nguyên, chú cùng địa chỉ với Hưng phát hiện Hưng lừa đảo nên cũng xin tài khoản của anh N. Có được tài khoản, Nguyên lập tức nhắn tin hỏi vay tiếp 90 triệu đồng của chị H. Sau nhiều lần thấy nghi ngờ, chị H gọi điện cho anh N, chủ tài khoản Facebook bị hack thì phát hiện bị lừa đảo và đã tới cơ quan công an quận Cầu Giấy để trình báo. Nhanh chóng vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.
Qua vụ việc trên, Trung úy Đặng Huy Hoàng, đội cảnh sát hình sự công an quận Cầu Giấy khuyến cáo, khi nhận được tin hỏi vay tiền, dù là người thân, người dân cần phải có các biện pháp xác minh chắc chắn, bởi không chỉ hỏi vay qua tin nhắn, các đối tượng lừa đảo công nghệ hiện nay còn có thể cắt ghép hình ảnh clip để gọi điện bằng video, khiến cho nhiều người dễ bị lừa. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, cũng trong ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thái Nguyên đã tuyên y án sơ thẩm phạt Trần Thị Tuyết Diệu, 33 tuổi, ngụ ở xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên, 8 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo quy định tại khoản 1, điều 117 Bộ Luật Hình sự. Bản án phúc thẩm xác định, từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020, tại thành phố Hồ Chí Minh và tại Phú Yên, Trần Thị Tuyết Diệu đã sử dụng máy tính xách tay, điện thoại di động, các thiết bị quay phim để làm tàng trữ 25 bài viết, 9 video có nội dung chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau đó, Diệu đăng tải phát tán tuyên truyền trên mạng xã hội Facebook Tuyết Ba Bell, kênh YouTube Tuyết Diệu Trần do mình tạo lập, quản lý sử dụng. Ngoài ra, Diệu còn tàng trữ 7 bài viết khác có nội dung chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong máy tính xách tay. Trước đó, từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 12 năm 2017, Trần Thị Tuyết Diệu đã nhiều lần đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc hoạt động của cơ quan thực thi pháp luật, ủng hộ Dũng Phi Hổ, tức là Nguyễn Viết Dũng, người đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An phạt 6 năm tù về tội tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau đây mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, gần đây cộng đồng mạng xôn xao về việc chàng trai phố núi Đắk Lắk mới 23 tuổi đã mua được siêu xe Lamborghini Huracan LP6104 gần 13 tỷ đồng. Thanh niên này tiết lộ đang phấn đấu năm sau sẽ mua thêm siêu xe Ferrari. Đó là TAQ, sinh năm 1998, trú xã Ea Kênh, huyện Krông Park, tỉnh Đắk Lắk. Cuối tuần qua, Quy đã đặt mua lại chiếc xe Lamborghini Huracan từ thành phố Hồ Chí Minh với giá gần 13 tỷ đồng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên đến sáng ngày 25 tháng 9, Quy mới đưa được siêu xe này về tới Đắk Lắk. Chia sẻ về việc này, Quy cho biết đam mê siêu xe từ nhỏ. Song do mới tập chơi nên sau khi tìm hiểu, Quy quyết định mua chiếc Lamborghini Huracan vừa tầm tiền. Đây cũng là phiên bản Lamborghini Huracan màu trắng duy nhất ở Việt Nam hiện nay. Nhiều người tò mò không hiểu sao mới 23 tuổi mà Quy có thể mua được siêu xe 13 tỷ đồng. Trả lời báo chí, Quy cho biết trước đây học công nghệ thông tin ở Đà Nẵng, sau đó về lại quê nhà ở Krông Park, ban ngày giúp bố mẹ trồng sầu riêng, ban đêm thì nghiên cứu các loại hình đầu tư, kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử. Số tiền dùng để mua xe, theo Quy, nhờ gia đình tích góp bao năm từ nghề kinh doanh sầu riêng cùng khoản tiền chàng trai này đầu tư ngoài kiếm được. Đáng chú ý là trước đó, tháng 10 năm 2020, Quy tậu xe Mazda 6 giá khoảng 1 tỷ đồng. Việc lên đời xe thần tốc như vậy khiến cho cộng đồng mạng không khỏi xôn xao. Trước thông tin này, ông Bùi Văn Chuẩn, Cục trưởng Cục Thuế Đắk Lắk cho biết rất bất ngờ trước thông tin báo chí phản ánh về trường hợp mua siêu xe này. Nếu thực sự thanh niên này mua được xe từ số tiền trồng và kinh doanh sầu riêng thì quá bất ngờ. Kể cả gia đình có trồng được 10 hectare sầu riêng thì cũng ít ai dám mua siêu xe như vậy. Ông Chuẩn chia sẻ và cho biết sẽ tìm hiểu cụ thể sau. Sau đây mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng, ca sĩ Thủy Tiên bất ngờ tham gia một chương trình talk show với vai trò phụ nữ thành công, truyền cảm hứng cho cuộc sống. Thông tin này khiến cộng đồng mạng nổi lên tranh cãi và phẫn nộ lớn. Mới đây, chương trình Women Talk Việt Nam đã công bố dàn khách mời với sự góp mặt của những nghệ sĩ, người đẹp, doanh nhân, diễn giả có tiếng như nhà thiết kế Thủy Nguyễn, tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh, doanh nhân Nguyễn Phi Vân, ca sĩ Thủy Tiên, hoa hậu Phương Khánh, doanh nhân nhà hoạt động xã hội Helly Tống. Đảm nhận vai trò kết nối cho talk show này là các hoa á hậu gồm Henye, Khánh Vân, Kim Duyên, Vũ Hoàng My. Theo đó, chương trình này giới thiệu các khách mời đều là phụ nữ thành công và truyền cảm hứng lớn trong cuộc sống. Đặc biệt, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào sự xuất hiện của Thủy Tiên. Có thể coi đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ sẽ xuất hiện trước công chúng sau ồn ào từ thiện. Thời gian gần đây, Thủy Tiên vướng vào loạt lùm xùm lớn liên quan đến chuyện sao kê từ thiện và gây nên không ít ý kiến trái chiều. Vì thế, quyết định góp mặt vào một chương trình mang tính truyền cảm hứng cho cộng đồng đã khiến cho nữ ca sĩ gây nhiều tranh cãi. Nhiều ý kiến còn phẫn nộ, quyết không xem chương trình vì có sự góp mặt của bà xã Công Vinh. Cách đây không lâu, ca sĩ Thủy Tiên từng hủy một buổi tọa đàm liên quan đến vấn đề từ thiện vào phút chót vì lý do sức khỏe. Cô ủy quyền cho luật sư đến thay nhưng không được chấp thuận. Liệu rằng trong talk show sắp tới, ca sĩ Thủy Tiên có góp mặt và sẽ chia sẻ những gì với công chúng giữa những lùm xùm đang bủa vây?
Tất cả đang chờ đợi lời lên tiếng của ca sĩ Thủy Tiên hơn bao giờ hết. Tự trên kênh tin tức Việt và những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất sẽ được chúng tôi cập nhật 24/24 giờ trên kênh tin tức Việt. Mong quý vị hãy dành thời gian chú ý đón xem. Ngay bây giờ mời quý vị cùng chuyển sang thông tin đáng chú ý khác.